Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong thời đại siêu anh hùng ha. Hôm qua thì mình đã có một chuyến khám phá ở bên thế giới kiến Unstable và kết quả mang về thì vượt mong đợi luôn ha. Mình đã có được cả những cái quả trứng triệu hồi Mobzilla nè. Cái con này thì nó có hình dạng là khá là giống Godzilla luôn. Và kích thước thì mình nghĩ nó sẽ to cỡ tương tự á. Nhưng mà muốn đánh cái con này thì mình cần phải tìm một cái vùng đất mà nó to to và nó cũng không có nguy hiểm tới cái chỗ hiện tại của mình nữa. Chứ đánh mà gần nhà quá lỡ mình đánh không chết nó liền. Nó lỡ nó đạp cái bẹp một phát cái nhà mình còn chắc một cái đống đất hoang sơ luôn á. Rất là nguy hiểm ha. Và trước khi đánh cái con đó thì để mình đi đánh những cái con phụ trước. Tại vì ở đây mình có 7 cái trứng tên là No Don gì nè. Cái này theo như mình biết thì nó là quả trứng triệu hồi ra cái con bạch tuộc khổng lồ Kraken á. Cái con đó hôm bữa mình hơi cay nó rồi. Để hôm nay mình giác cây kiếm hoàng gia nè. Rồi bộ giáp hoàng gia nữa. Sẽ cởi bộ giáp Batman ra. Tới công chuyện với nó hôm nay mới được. Mình không đánh con hôm kia thì mình sẽ đánh con này để trừ ha. Và nếu mình triệu hồi ở trên thì nó sẽ bay lên trên cao khó chịu lắm. Nên bây giờ thì mình sẽ tìm một cái hang, sau đó mình sẽ giết nó trong hang để trả thù ha. Như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn á. Ui nhưng mà lúc này thì mình chưa có bay được. Để mình bay lên cái đã. Mình bay qua đây, sau đó đi xuống dưới cái hầm đào mỏ của mình ha. Triệu hồi như vậy thì sẽ không sợ nó bay lên trên trời và lạc đi mất. Chiến này ngươi không thoát được đâu con trai à. Con trai Kraken à. Đây, mình sẽ đánh nó ngay đây luôn ha. Hy vọng là nó có thể vướng vô đây. Chính xác. Là nó. À. Kraken. Đó. Nó đây nè. Ui sao mình đánh nó được con cái vậy? Này thì Kraken. Ôi. Như vậy thì cách đánh Kraken ở dưới hang của mình hoàn toàn có hiệu quả nha. Mình có thể giết nó và mang về được. Cái này là cái răng của nó. Rồi xong pin. Còn một con duy nhất thôi. Ui nó còn đòi mình vô nữa cơ. Lúc trước đánh ở trên kia thì rất là khó á. Nhưng mà đánh trong này thì gần như là khắc chế nó hoàn toàn luôn. Quá là đã. Và với suất túi mật này thì mình xài không biết khi nào mới hết nữa nè. Quá trời nhiều túi mật luôn á. Nó còn rơi ra những thanh kiếm ultimate nè. Mình sẽ lượm ha. Đây. Kiếm ultimate. Real ultimate nữa nè. Rồi. Còn gì khác xịn hơn không? Răng Kraken mình có tổng cộng là 6 cái là đủ rồi ha. Ok. Còn túi mực thì mình bỏ bớt cũng được. Tại vì nhiều quá mình sẽ không có hết đâu. Rồi như vậy thì mình đã đánh xong một loại quái vật rồi. Đây cũng là một trong những con mà lúc trước mình rất là cay cú. Vì mình không có giết nó liền được á. Cái hôm mà mình đi trả thù thì mình cũng đâu có giết được nó đâu. Quê một cục luôn. Muốn bỏ trốn đi về luôn á. Mà hôm nay trả thù được rồi. Khá là vui ha. Rồi giờ thì mình sẽ tháo bộ giáp này xuống để mình bay lên trên tiếp. Đấy. Mỗi lần muốn chiến đấu là phải thay đồ các kiểu. Khá là mất thời gian á. Nhưng mà như vậy thì sẽ tốt hơn cho cái việc chiến đấu của mình. Và mình còn những cái quả trứng triệu hồi ra bướm chúa. Thì chắc mình sẽ đánh ở trên này luôn cho nó mau ha. Với lại bướm chúa thì mình nghĩ mình có thể quan sát được. Nên cũng không sao đâu. Bướm chúa tới 12 bướm chúa. Quả trứng triệu hồi bướm chúa là. Rồi, tiếp tục. Cởi giáp ra và mặc giáp này vô. Xong, giờ thì mình sẽ để xuống và đánh. Ui, này thì bay hả? Ai cho bay? Ui. Và bướm chúa thì khá là xịn ha. Một con bướm chúa như vậy thì sẽ cho mình một cái sao này đỡ đó. Quá là VIP luôn. 12 cái quả trứng thì mình sẽ được 12 cái sao. Làm giàu không khó. Đấy. Có thêm cái sao nữa. Quá đã luôn. Mèn đấy ơi. Hôm bữa mình chật vật mình đi farm những cái con Wither Boss á thì mới có được những cái sao mà hôm nay thì không cần luôn á. Đấy cứ đứng đây farm thôi. Thôi chắc mình không farm thêm đâu. Khá là easy luôn. Mình chủ yếu là mình lấy những cái vảy thôi à. Để mình mang về. Và mình sẽ làm ra cái bộ giáp bướm chúa ha. Cho đủ bộ sưu tầm những bộ giáp mạnh bên thế giới kiến luôn. Mình đã có được 2 bộ giáp rồi. Thứ nhất là... À không, 3 bộ giáp thì chính xác hơn. Thứ nhất là bộ giáp...
Úi, mình chưa treo lên hả ta? Chết không? Mình chưa có chịp treo lên. Đây, ở trong đây mình cũng có để nè. Bộ giáp thứ nhất là bộ giáp Ultimate. Sau đó mình nâng lên bộ giáp của nữ hoàng. Kế tiếp đến là bộ giáp chiến binh hoàng gia ha. Cũng là bộ giáp xịn nhất rồi. Và bộ giáp mạnh ở giữa giữa, cấp độ giữa giữa thôi, là bộ giáp của con bướm chúa này nè. Nó cũng có khả năng bảo vệ rất là tốt á. Và sau khi mình chế tạo xong thì nè, nó cho mình bảo vệ ba nè, bảo vệ khỏi lửa nè, rồi bảo vệ khỏi vụ nổ luôn. Khá là tốt. Đây mình sẽ làm full set để mình treo lên ha, cho nó đẹp. Đây, treo lên. Treo lên đây. Đấy, ui giời, cũng màu mè phết đấy chứ, không đùa đâu. Lấp la lấp lánh luôn. Rồi xong phim. Và mình nhớ là hôm bữa mình cũng có sưu tầm những nguyên vật liệu để làm ra cây kiếm Bích Bơ Tha. Mình sẽ làm nốt luôn cho nó đủ. Đủ bộ, coi đủ chưa ta. Gingu, Gingu có luôn nè. Không biết mình còn thiếu gì không nữa. Cái đồ của cái con Sea Viper mình có luôn nè. Mình còn thiếu gì không ta? Caster Killer Chow. À, cái này chưa có luôn nè. Hôm nay thì mình sẽ làm nốt những cái mà mình còn thiếu gian dở ha. Làm cho đủ hết luôn. Rồi. Còn gì nữa không? Basilisk Scale. Có rồi, cái này này có rồi nè. Giờ thì mình sẽ lần lượt làm những cái bộ phận đi ha. Coi coi có nó tên gì ta. À, Big Bertha. Big Bertha mình sẽ làm từng bộ phận trước. Tay cầm thì cần có Mantis Cloud nữa. Mantis Cloud có đây. Rồi, coi lại Mantis Cloud. Gingu. Cao có ba lô ta. Mantis Cloud, Gingu. Rồi cái súng. Và cần thêm đó chính là Raiden Scale ha. Đây. Thì mình đã đủ làm cái phần. Ê, mình còn thiếu cái gì ta? Ủa? 1, 2, 3, 4, 5. À, còn thiếu cái búa. Đây, giờ thì mới đủ nè. Một bộ phận của thanh kiếm Big Bertha rồi ha. Giờ tới bộ phận thứ hai là cái cán. Cái cán, ui, cái cán tốn nhiều thế. Oh my god. Hình như cái cán mình còn thiếu. Mình còn thiếu cái bộ phận. Cái này mình có đây nè. Nightmares. Shiba. Trời đất ơi, nói gì nói, mình quên lấy cái bộ phận của cái con Nightmare. Mình farm Nightmare mình không có lượm về. Màn đét ơi, dở rồi. Cái lưỡi kiếm thì mình còn thiếu Vortex Eye hả? À, Vortex Eye mình có rồi. Vậy là bây giờ mình còn thiếu đúng cái bộ phận của cái con Nightmare thôi. Cái gì vậy của nó? Thiệt tình, chắc mình phải trở lại thế giới kiến Unstable thêm một hôm nữa để mình lấy luôn cái bộ phận đó về để làm cây kiếm Big Bertha cho đủ bộ sưu tập của mình ha. Ê, bậy bạn hiền. Tụi mình ngủ các bạn hiền. Mới qua đây thôi mà con Nightmare nó đã kiếm mình rồi. Ê, công chuyện thiệt chứ. Không giết nó là không được mà. Đừng có... Để mình xử lý đẹp con này cái đã. Rồi, xong. Mình đã có được cái Nightmare Scale rồi nè. Hồi nãy mình nói thiếu cái này thôi đúng không? Nhưng mà sau khi kiểm tra lại thì không chỉ thiếu cái Nightmare Scale đâu. Không đâu. Mình còn thiếu nhiều thứ lắm. Mình sẽ coi lại. Thanh kiếm Big Bertha đúng không? Cái phần mình còn thiếu cái răng của con T-Rex nữa nè. Đó, thiếu một thứ nè. Rồi, ủa đúng không ta? Răng T-Rex. Đúng không nhỉ? Đúng. Mình còn thiếu cái răng T-Rex. Như một cái bộ phận tên là Molenoid Nose. Cái mũi của nó. Đúng không? Nose. Mình không biết nữa. Nhưng mà đại khái là của con Molenoid á. Cái con mà chơi dơ chọi đất á. Hôm bữa mình nhớ mình có giết nó rồi. Ừ, đi ngủ mà cũng không yên với cái con nhóc nhỏ này nữa. Hung dữ nè. Làm ơn. Xin luôn á. cứ chập mắt được vài giây thì nó lại ập tới nó đánh mình một cái nó mới chịu. Hôm nào cũng vậy, không để mình yên được luôn á. Rồi, giờ xách cái giường đi tìm tiếp mấy cái con đó nè. Bây giờ là phải tìm thêm tới mấy thứ ta. Hai thứ nữa, Molenoid. Như cửa của cái con bọ kẹp. Ồ, của con bọ kẹp mình có chưa nhỉ? Của con Scorpio. Có chưa? Scorpio, à combo bò kẹp cười có rồi.
ngoài thứ rồi, có lên Morlenoi, hình như bên đây cũng có cái con Morlenoi đó đó. Nhưng mà mình phải tìm khá là cực ấy. Đây là cứu mấy con gì ta? À cái này cứu mấy con bướm á. Phải không phải? Con T-Rex thì mình cần phải tìm ở những cái tòa tháp mà nó lùng lùng á, thì nó dễ có hơn. Này có con T-Rex không? Ui. Ui, cái này không phải. À đây 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 đây. Ấy, em đây, em đây. Đây rồi. Ui tụt 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 tụt. Không giữ vậy, không giữ vậy, không giữ vậy. Không giữ vậy. Trời 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 ơi, bây giờ mình phải làm đánh nhanh rút gọn nè. Cởi bộ giáp ra liền thì không thôi. Chết á. Rồi sao? Với T-Rex cho mình xin cái răng thôi, mình xin cái răng thôi mấy em T-Rex ơi. Xin nha, anh xin nha. Cái răng, cái răng. Cái răng, cái răng, cái răng. Đây 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 đây, có cái răng rồi. Đủ chi tiêu, đủ chi tiêu rồi. Đi chỗ khác đi nha. Đừng cà khẻ, đừng cà khẻ. Chú phù hộ mấy em, chú phù hộ mấy em. Rồi rồi rồi, sao sao sao. Đi thôi. Đánh nhanh rút gọn chứ không thôi là nó quýnh hội đồng mình chết. Không được, không được. Vậy là mình đã có thêm cái răng rồi, mình sẽ nhét vô đây. Vậy là cái bộ phận lưỡi kiếm thì mình đã có đủ nguyên vật liệu rồi ha. Giờ thì tìm con Morlenoi thôi. Cái con chơi dơ chỗ đất đó đâu ta. Hôm bữa gặp nó nhiều lắm mà hôm nay không biết có gặp nó thêm không nè. Ủa? Mình còn gặp cái quả bí ngô khổng lồ hay sao nè? Hả? Ở đây có cái quả bí ngô khổng lồ nè. Xin vô đây coi coi nó có đồ không. Ôi trong đây có mấy con ma. Ma bí ngô luôn. Nó không có rương hả? Không có rương. Thôi tội nghiệp quá. Cái con ma này nó không có cà khịa mình nên thôi mình sẽ tha cho nó ha. Chứ gặp mấy con khác mà cà khịa mình là tới công chuyện liền chứ mình không có để yên đâu. Ồ. Đây rồi, đây rồi. Theo như lượng kiến thức mà mình biết thì đây là công trình mà con Morlenoi sống luôn nè. Thôi nơi luôn rồi. Đây rồi, mấy em đây. Ôi, nhưng mà đợi mình... Đó, đó, thấy chưa, chơi hết là chỗ sình, chỗ đất rồi đó. Dơ thiệt luôn á. Chơi dơ thì có thưởng nha cưng. Chơi dơ thì cũng có thưởng đó. Nhưng mà thưởng vô mồm. Này thì chơi dơ giấy nè. Đập, 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 đập. Đủ quá. Mình chỉ cần một cái Morlenoi nose thôi. Đấy. Là mình đã đủ cái đồ rồi ha. Yeah. Giờ thì khám phá nốt công trình này thôi nè. Đi xuống dưới. Ở dưới này thì cũng còn rất là nhiều cái lồng spawn nè. Và rất là nhiều rương luôn. Mình sẽ đập hết. Tránh trường hợp là nó xuất hiện thêm để quấy rầy mình ha. Mà ở dưới này thì chủ yếu là những cái spawner triệu hồi ra những con ma hả. Tại vì ở dưới này là những cái ngôi mộ ha. Rất là nhiều ngôi mộ khác nhau luôn nè. Mà ma thì thân thiện không có quấn mình nên thôi. Mình không có giết đâu. Mình chỉ mượn mấy cái vàng này mình sử dụng vào một vài mục đích chính đáng á. Rồi đây đây đây. Quá là nhiều vàng luôn. Còn có bắp nữa. Ồ. Bắp mình có nấu nướng lên được không? Không. Ui, nhiều vàng đây. Thôi đừng có nhiều vàng vậy mình ngại lắm. Ít ít thôi đừng nhiều quá. Nữa nữa. Bắp chứ vàng không à. Có vẻ ở bên đây họ khá là thịnh đồ màu vàng á. Nè quá trời vàng luôn nè. Sao không xài đồ kim cương đỏ đi. Mình thấy bên thế giới siêu anh hùng này á, kim cương đỏ cũng rất là xịn á. Mà sao họ toàn dùng đồ vàng thôi. Nè nữa nè. Ngại chết đi được á, đừng có nhiều như vậy chứ. Quá nhiều luôn. Giữ chặt hết kho đồ hả. Quá trời quá đất rồi. Nữa nè. Chiếc này về mình thành đại gia vàng luôn á. Trên người toàn vàng thôi. Làm giàu không khó. Để rồi. Khá là nhiều vàng và bắp ha. Rồi đủ rồi. Hôm nay mình giữ như đây được rồi. Không làm mang tiếng á. Rồi trả lại cho người ta nè. Đây trả lại nha, nguyên vẹn nha, không mất gì luôn nha. Uy tín chưa? Rồi đi về thôi, không mất gì luôn. Về. Đủ chi tiêu rồi. Chế tạo thôi, chế tạo thôi. Giờ thì làm cái lưỡi kiếm. Úc. Lưỡi. À mình chưa lấy ra hàng gì. Thấy thiếu thiếu. Lưỡi kiếm là cái bên nào ta? Đây đây, lưỡi kiếm là cái bên này. Làm nhẹ cái lưỡi kiếm này. Úc. Vẫn còn thiếu. What the heck. Sure. Ủa đủ mà, mình thấy đủ mà. Nè. Này. 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 Đó, đủ. Úi.
Chật chật thì cũng làm được cái lưỡi kiếm rồi, nói thiệt luôn á. Người ta cố chế tạo rồi nhưng mà nó cứ tự enchant nhưng mà bực ghê luôn á. Thôi khác qua vấn đề đó đi. Em thôi bực tức thì cũng không giải quyết được vấn đề. Mà công nhận bực thiệt. Rồi giờ thì làm nốt cái phần tay cầm á. Xong phê, và chúng ta đã làm ra đủ ba bộ phận để tạo ra thanh kiếm tên là Big Bertha ha. Lúc đầu thì mình làm cái này trước cơ. Nhưng mà vô tình đi khám phá thì mình lại bớ được cái cây kiếm chiến binh hoàng gia nên mình dùng tới giờ luôn, không có dịp để làm ra cây kiếm này á. Hôm nay mình làm để cho nó đủ bộ sưu tập luôn á. Kiếm này chắc mình cho nghỉ hưu đây. Và sau khi chế tạo thanh kiếm này thì mình muốn sự kết hợp giữa thanh kiếm Big Bertha mới chế tạo cũng như set đồ chiến binh hoàng gia khi kết hợp với nhau thì nó có thực sự mạnh hay không ha. Và cái kiếm này thì mình có thể ép cho nó thêm dòng sắc bén hay sao á. Ủa sao mình mất hết kinh nghiệm rồi? No 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 no. Đùa hả? Hết kinh nghiệm miếng là cho nó có nhảy là kinh nghiệm bình thường không? Tại vì mỗi lần ra vào thế giới kiến là mình bị mất kinh nghiệm á. Đó đó. Có một hộp kinh nghiệm là lấy lại kinh nghiệm cũ của mình đây nè. Trăm mấy level của mình tới đâu. Toàn rồi chứ. Rồi, em cho anh nhẹ lại nha. Cho nó thêm một chút sắc bén coi. Ủa, sắc bén rồi. Ôi no. Không có dòng sắc bén để ép vô rồi. Thôi kệ, 500 đam tròn chỉnh cũng được đi ha. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tới một cái vùng đất nào đó thiệt là yên bình luôn đi. Hay là hôm nay mình chơi lớn ta. Mình đánh nhau dưới Mobzilla ở trên thế giới thường luôn. Nhưng mà mình sẽ đi tới một chỗ thiệt là xa nha. Để kẻo không thôi nó tàn phá gần nhà mình thì chết á. Đây mình sẽ bay ra tiếp lên đây nè. Mình nghĩ nó sẽ khoảng cách vừa đủ để mình có thể đánh boss á. Sao cái ngọn núi này là vừa, ngọn núi cát này là vừa rồi. Ngày này ha. Nó sẽ đánh nhau với Mobzilla ngay chỗ này. Để xem coi trận chiến này sẽ kéo dài bao lâu và ai sẽ giành chiến thắng nha. Mình chỉ mong là mình có thể chiến thắng con Mobzilla này. Để kiểu như chứng minh là siêu anh hùng cũng có thể đánh bại được một con quái vật khủng giống như vậy ha. Rồi mặc bộ giáp Vision vô nhìn cho nó lực lưỡng xíu coi. Xong. Thì mình sẽ triệu hồi Mobzilla và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu với nó ha. 1, 2, 3, boom. Mobzilla 4.000 máu nữa xuất hiện. Ui, đây chính là con Godzilla phiên bản pha ke nè. Ui da. Ui, nó mình. Không được rồi, không được rồi. Ui, nó đang nhảy đi đâu kìa. Người định chuồn á. Ta sẽ không cho người làm điều đó. Ui, nó đi. Shit. Nó đang đi đi săn quái vật hay sao á. Mình phải gán nha, giết nó để rút gần nó mới được. Láo tét thiệt cái con này. Nó không coi mình ra cái hệ thống cống rãnh gì hết á. Nó khinh thường mình hay sao á. Trời đất ơi, mình nó không thèm đếm xỉa mình luôn kìa. Nó bơ mình luôn rồi. À vô đây, vô đây. Vô. Vô. Đấy, mình đánh nó được một cái rồi cơ. À, nó đang tấn công mình bằng liên hoàn những cái quả cầu. Được lắm, khá đấy tên nhóc. Anh bay. Rồi nếu mình dùng cung thì có xi nhê nó không ta? Mình có cung á. À, mình có cung nè. Cung thì cũng không ăn thua. Mình dùng kiếm thì may ra chứ dùng cung thì không xi nhê nó lắm á. À mình phải bắn ngay ngay cái bụng nó thì mới được. Ra là vậy. Rồi mình nghĩ mình nên nấp ở dưới nước đi. Để nó đừng có hất tung mình á, chứ nó hất tung mình khó chịu quá. Nó đẩy đường mình ra xa lắm. Rồi, hy vọng dưới nước mình sẽ chiếm lại lợi thế á. Nó la rất là to luôn. Ui, nó vẫn hất mình lên được. Chắc phải đổi vũ khí quá. Cây này đúng là 500 đam nhưng mà mình thấy nó không không đủ lực để giết con Mobzilla này rồi. Ê, mình kéo rỉa nó máu được thành công rồi cơ. Nó còn bộ 3.700 mấy máu á. Đấy, 3.600 máu. Ui da. Những cái vảy trên lưng nó mình có thể sử dụng để làm giáp đấy. Mình phải vì mục tiêu là bộ giáp Mobzilla phải giết nó cho bằng được. Ây da. Mình rất là khó chịu cái vụ mà đẩy lùi luôn ấy. Mình áp sát nó là nó sẽ đẩy lùi mình ra. Và nó đang cố gắng ăn thịt con bò kẹp kìa. À chắc nó đang thèm thịt bò kẹp hay sao á. Mặc dù nó đánh con kia nhưng mà nó vẫn có thể hất mình văng ra được nha. Đó là sức mạnh của con
Mozilla này đấy. Nhưng mà kích thước thì nó chắc chắn là không bằng. Ui trời trời, bộ kẹp thoáng đam luôn kìa. Bộ kẹp chiến, bộ kẹp chiến. Trời đất ơi, mình hôm nay mình sẽ chung phe với bò kẹp. Mình giết nó. Người dám ăn hiếp kẻ nhỏ hơn à? Người ta không ưa người đó. Rồi rồi rồi. Với cái đà này thì mình đánh nó tầm 10 ngày nữa là chết nó đó. Hoặc lần tháng. Đánh lần xíu thì nó lại hất mình ra hả? Khó chịu ghê luôn. Không được là phải, chắc phải đổi chiến thuật quá. Hoặc là đổi vũ khí. Chỉ còn hai cách này thôi. Đấy, đánh nó thêm được một cái nè. Mình đánh nó một, nó đánh mình lại một. Trời đất ơi. Như vậy thì biết khi nào mới kết thúc trận chiến này đây. Ban đầu thì trận chiến này mình dự định nó chắc tầm 4-5 ngày thôi. Hoặc 3-4 ngày thôi, nhưng mà không. Đây là ngày thứ 7 rồi. Nó cứ đánh đây. Mình đánh nó được một máu thì nó lại đẩy mình ra một khúc gì đó. Khó chịu lắm. Nói chung thì gần xong rồi. Mình không thể bỏ cuộc được. Mình đã chiến đấu mấy ngày liên tục rồi, không sao mà. Cố lên, mình có thể làm được. Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc. Đấy rồi, sắp được rồi. Đòn kết liễu. Y một cái nữa. Đòn kết liễu gần được rồi. Cố lên, cố lên. Đòn kết liễu, đòn kết liễu. Yes, thành công rồi. Nó đang kêu la lên rất là thảm thiết ha. Nhưng mà mình đâu để cho nó sống được. Và chiến lợi phẩm cơ. Rất là nhiều những cái vảy của nó rơi ra ha. Đây là những cái mà trên phần lưng của nó nè. Mà lúc đầu mình nói đấy. Đó, mình sẽ lụm hết luôn á. Có bao nhiêu thì mình sẽ cố gắng lụm càng nhiều càng tốt. Rồi hy vọng là có đủ để chúng ta làm ra được một bộ giáp luôn nha. À, được bao nhiêu rồi? Được 20 rồi. Mình còn ít nhất là 24 cơ. Rồi rồi rồi, dược chi tiêu, dược chi tiêu. Bên cạnh đó thì nó còn rơi ra những cái đồ ultimate nữa thì phải. Đây nè nè nè, giáp ultimate nè, cúp ultimate á. Nhưng mà mấy cái này thì mình đã có rồi, nên chắc mình tạm thời bỏ qua cũng được. Mà chủ yếu mình lượm vảy thôi à. Hết chưa? Được 50 mấy cái luôn. Ôi, và khá là nhiều kinh nghiệm bên đây nữa nè. Hay kinh nghiệm to thôi. Phê phê phê, xong xuôi rồi ha. Trận chiến kéo dài dài 7 ngày, hết đêm nay là qua đêm thứ 8 rồi đó. Mà nó tàn phá thì hơi bị khủng luôn. Trời đất ơi, cái con nó quậy thiệt sự. Ui da, ai da. Để mình mặc giáp Vision vô mình bay vòng vòng coi. Trời đất ơi, nó quậy kìa. Tan tành qua lá hẹ luôn. Nguyên cái núi rồi đấy, nó cao đúng cao luôn á. Mà nó sang bằng mất tiêu trơn rồi. Hơn là mình đánh nó xa nhà, chứ mà đánh gần gần nhà như vậy thì cái nhà mình nó tan hoang giống như chỗ hồi nãy rồi đó. Chắc chắn luôn. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng đã đánh bại được cái con Mozilla phiên bản Fake của Godzilla ha. Tại vì mình không có thể tìm được cái trứng của Godzilla ấy, nên mình chỉ tìm được cái con đó ha. Nó cũng khá là giống ha. Và sau khi trở về nhà thì để mình làm ra luôn cái bộ giáp của Mozilla ha. Đây, từ những cái vảy mà nó cho mình nè. Mình sẽ làm trước cái nón, rồi tới cái áo, xong rồi tới cái quần, và một cái đôi ủng ha. Đây, sau khi chế tạo xong thì nó sẽ ép luôn cho mình những cái dòng cấp độ 10 luôn. Nó sẽ mạnh tương đương với bộ giáp chiến binh hoàng gia đó. Đây là một trong những set đồ mạnh nhất ở trong đây rồi. Mình sẽ mặc lên luôn nè. Đấy, cái này thì nó nghiêng về màu tối ha. Còn chiến binh hoàng gia, set đồ chiến binh hoàng gia thì là màu trắng vàng, nhìn rất là nổi luôn. Ui, sao mấy bộ giáp mình lại mất hết rồi? Oh man. Ok, nó còn mà, nhưng mà sao nó không hiện lên ta? Đấy, mình phải mở lên thì nó mới hiện ra. Chắc tại lâu quá không trở về nhà nên nó không có lót ra kịp á. Đây nữa nè. Mình sẽ treo set đồ Mozilla đây cho đủ bộ sưu tập những set đồ mạnh ở bên thế giới kiến ha. Ôi nhưng mà không phải, cái này là phải cực lực lắm mới kiếm được nè. Cái này là tách biệt ra đi. Xong phiên bộ sưu tập. Và còn một bộ giáp siêu anh hùng. À không, cái này không phải gọi là siêu anh hùng, mà là một nhân vật phản diện. Nó khá là liên quan đến Batman ha. Đó chính là nhân vật tên là... đâu rồi? Joker. Đây đây đây, đó chính là nhân vật Joker ha. Mình sẽ cần tổng cộng là 1, 2. Mình sẽ chuẩn bị từ từ đi. Đầu tiên là Yellow Gem. Có luôn. Tiếp theo là cái gì? Là
Orange Fabric, gọi tới Green Fabric đúng không? Orange không có. Green Fabric. Rồi tới gì nữa? Bubble Fabric. Rồi màu cam thì mình không có. Để bây giờ mình sẽ đi hái hoa đi để cho mình làm ra những cái bột nhựa màu cam á. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục với công việc chế tạo ra những cái nguyên vật liệu làm ra bộ giáp của Joker ha. Xong phim rồi, giờ thì làm luôn thôi. Bộ giáp của Joker, một nhân vật phản diện nữa chuẩn bị được mình làm ra ha. Boom. À mà quên, mình còn phải cởi bộ giáp của Vision ra nữa để đảm bảo cái công đoạn chế tạo nó đúng bài nhất ha. Đây, bộ giáp của Joker. Bam. Xong phim và đấy, chưa hết là tay của mình đã thấy cái màu áo của Joker rồi. Và đây, đây chính là Joker, một nhân vật phản diện được anh người dơi rất là thích săn đón á. Và với Joker thì đầu tiên phải nhắc đến đó chính là cái khả năng phóng ra những lá bài nè. Đây là mình sẽ phóng những cái lá bài. Ui, mấy con này hung hăng vậy. Ây, phóng bài. Ui, sao mình phóng bài không được. Ây ui, chết rồi, mình bị chóng mặt không phóng bài được. Oh my god, đừng. Cái gì vậy? Tôi mới chết rồi, mới làm bộ giáp mà bị dí rồi. Láo, phóng bài nè cho người chết. Đừng có giỡn, sắp cơ, chóc cơ. Phóng bài nè. Ý. Và sau khi phóng thì lá bài vẫn còn nằm trên mặt đất hả? Nó bé xíu vậy thôi nhưng mà phóng là đổ máu đấy. Phóng bài. Đấm vô mặt nào. Joker có thể đá không? Có kỹ năng đá không? À không, không có kỹ năng đá. Nhưng mà mình có thể sử dụng bông hoa acid cho người chết. Cái kỹ năng acid flower, bông hoa acid có thể phá hủy được block rất là ghê ha. Đó, mất luôn block nè. Mang tích hả? Cho mang tích nè, mất có 3 máu luôn, yếu xịu luôn. Đánh thường thì cũng không mạnh á. Trời đất ơi, đây là bộ giáp sau khi chế tạo mình ăn hành nhiều nhất từ đầu tới giờ luôn á. Hết bị con này dí tới con kia dí, khổ ghê luôn. Không được rồi, mình phải lấy vũ khí thôi. Joker thì cũng có vũ khí đấy, chứ đừng có đùa. Đây, vũ khí của ta đây, cái dao. Đừng có láo. Mằn thịt cái con này luôn. Cái dao mình rất là mạnh nha. Quýnh một lần được có một máu thôi. Cái dao làm kiển thiệt luôn á. Còn súng thì sao? Nè, súng nè. À, lấy súng này sợ. Chạy hả? Súng mình cũng mạnh không kém nha. Đánh một lần cũng được một máu luôn á. Rồi, chắc mình phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi. Ui, chết rồi, mình trội. Oh no, mình trội trái bơm hộp rồi. Chạy. Sợ tiệt. Chạy tôi, đừng có dí nữa. Trời đất ơi, chế tạo xong bộ giáp Joker, nhân phẩm mình xuống hẳn luôn. Bị dí từ đầu tới giờ. Quýnh vô gách tơi bời. Cái áo lúc đầu đẹp lắm, giờ gách tan ben luôn rồi. Trời, cái mặt mình mà bầm dập luôn rồi kìa. Có cái mặt mình kìa. Cái quýnh kiểu gì không biết nữa. Để sửa lại cái coi. Khổ ghê. Cái súng bắn lần được một máu. Tưởng đâu cây kiếm ngon hơn, cái dao ngon hơn. Ấy vậy cái dao cũng được một máu luôn. Nhưng mà còn một kỹ năng rất là đặc biệt của Joker nữa. Đó chính là mình có thể chọi cái hàm răng á. Để mình ra ngoài đi. Mình có thể chọi cái hàm răng của Joker ra bên ngoài và nó sẽ phát nổ á. Đây. Để mình dụ con này ra xa nhà để thôi nổ banh nhà của mình thì ổn. Ngồi lại đây. Mình sẽ đặt cái hàm răng của mình ngay ở đây luôn nha. Đó, cái hàm răng phát nổ. Ê, trời ơi, con kia nó khôn vậy. Nó biết mình chọi hàm răng nó không kịp. Chạy lên kìa. Đó, nó tạo ra vụ nổ giống như vậy nè. Cũng khá là ok á, mình sẽ test dưới nước luôn. Đó, cái hàm răng kìa. Bùm. Ghê, mình sẽ chọi vô đây. Lại đây đi. Bùm. Vụ thành công. Tiếp tục chọi hàm răng giả xuống. Bùm. Cố lên. Mặc dù bộ giáp này không được mạnh lắm nhưng mà mình sẽ dùng năng lực đấm nhau thuận thừa của mình. Lấy cái dao cực yếu nha. Xiên đó. Đừng có tưởng dao yếu là ta không giết được ngươi nha. Mang tích. Ta chọi bài luôn nè. Chọi bài ngươi luôn. Kết hợp với dao. Đừng tưởng anh yếu rồi ăn hiếp. Đâu có dễ đâu cưng. Anh cũng từng một thời mặc giáp Superman đấy.
Và đó là toàn bộ những gì mà Joker, bộ giáp Joker mà mình có thể làm. Nói chung thì bộ giáp này mặc vô cho nó ngầu thôi, cho giống Joker thôi, chứ thật ra nó không có mạnh lắm nha. Bạn nào mà thích đấm nhau, đánh nhau các thứ thì đây không phải là một bộ giáp mà dành cho đấm nhau rồi. Chắc trong tất cả những bộ giáp thì bộ giáp chuyên đấm nhau thì chắc có Superman, Shazam các thứ thôi, tại vì nó có siêu sức mạnh á. Và nói tóm lại, từ đầu tới giờ thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều những chiến khám phá nè, và làm ra được rất là nhiều những bộ giáp siêu anh hùng từ cái máy tính này ha. Đồng thời thì cũng có một cái mô hình Godzilla to đùng ở bên kia, nhưng mà bây giờ hình như là hết pin rồi hay sao, nó tắt mất tiêu rồi. Bởi vì xài lâu ngày nó cũng hết pin chứ bộ. Và đây chính là toàn bộ những bộ giáp mà mình làm ra được từ đầu tới giờ nè. Có hai bộ giáp thì nó không có hiện ra đây ha. Bộ giáp người dơi, người nhện sắt nè. Và bộ giáp của Hulk á thì nó không có hiện trên cái giá treo đồ. Rồi nào là đây. Đây là toàn bộ luôn ha. Chúng ta sẽ ngắm qua thêm một lần nữa. Bên cạnh đó thì cũng có những bộ giáp mà mình phải đi tìm, như là bộ giáp của chiến binh hoàng gia nè. Giáp Ultimate là mình phải đi tìm nè. Mặc dù cái này có thể chế tạo nhưng mà mình phải đi tìm thôi, chứ làm ra thì hơi mắc ha. Đấy, mỗi bộ giáp thì đều có một cái chức năng riêng, và nói chung mình đã trải nghiệm ra rất là nhiều rồi. Ở trong máy tính thì vẫn còn một số bộ giáp, một số siêu anh hùng nữa, nhưng mà cái năng lực á nó không khác gì cái bộ giáp bình thường cả. Nó khá là năng lực khá là bình thường luôn á, nên mình sẽ không có review. Và một số bộ giáp thì như bộ giáp của War Machine nè thì mình không có làm được, tại vì phải mua bản quyền thì mới làm được bộ giáp này, nên rất tiếc á mình không có làm được. Và những bộ giáp của người sắt nữa, nó chỉ nâng cấp cái ngoại hình thôi à. Vũ khí thì nó cũng vậy ha. Đó, chúng ta có thể ngắm qua bên đây được rồi. Chứ ngoại hình, chứ cái chức năng thì nó cũng giống vậy à. Nó không có nhiều sự khác biệt á. Nên chúng ta chỉ làm hai bộ giáp của người sắt thôi ha. Để không quá lạm dụng về người sắt cho lắm. Và mình thấy đây vẫn là một trong những bộ giáp đẹp nhất của người sắt rồi. Và hy vọng rằng chúng ta đã có những cái kỷ niệm đẹp bên nhau trong cái chặng hành trình khám phá trong thời đại siêu anh hùng ha. Và mong rằng sẽ sớm có thêm thật là nhiều những bộ giáp siêu anh hùng được cập nhật hơn. Và cái bộ giáp của siêu anh hùng nào mà các bạn thích nhất từ đầu tới giờ. Còn riêng mình thì mình vẫn thích bộ giáp của Thor. Tại vì với bộ giáp Thor thì mình có hai cái vũ khí huyền thoại cực kỳ mạnh ha. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến ở phía dưới bình luận ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuốc chặng khám phá vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái hành trình khám phá kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào. Bye bye.